Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại dự án đường vành đai phía Tây 2, đây được xác định là công trình trọng điểm của thành phố có tổng kinh phí đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2020, nhưng đến nay vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng. Trước tình hình này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các địa phương, đơn vị liên quan cần tích cực phối hợp đẩy nhanh hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các nút thắt, không để tiến độ chậm trễ hơn nữa. Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công trình trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, kênh thoát nước và vệt cây xanh cách ly từ khu công nghiệp Hòa Khánh đến sông Cù Đề. Thông tin chi tiết buổi kiểm tra của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay.